Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết đô thị ngày 16 tháng 9 của kênh VTC14. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, thời tiết tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ sẽ có sự biến đổi đôi chút. Nằm ở rìa phía Bắc của giải hội tụ nhiệt đới đang có xu hướng hoạt động mạnh dần. Trên cao là sự chi phối của trường gió đông đến đông nam ẩm. Do vậy mà Bắc Bộ trời nhiều mây, mưa ẩm có khả năng tăng dưới diện giải rác trên khu vực, tập trung nhiều ở các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ. Nhiệt độ trưa chiều sẽ giảm hơn 24 giờ trước đó, chỉ còn giao động từ 31 đến 33 độ. Giải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc Trung Bộ hoạt động mạnh dần, nên hôm nay mưa rông sẽ tăng hơn diện rộng trên khu vực. Suốt dọc từ Thanh Hóa cho đến tận Quảng Ngãi, trời đôi lúc nhiều mây và có mưa rào, khiến các hoạt động ngoài trời hay như là hong phơi các đồ nông phẩm của người dân sẽ gặp đôi chút bất lợi. Nhiệt độ cao nhất cho các khu vực này chỉ ở mức là từ 30 cho đến 32 độ. Phía Nam từ Bình Định đến Bình Thuận sẽ có mưa rào vào lúc chiều tối, mưa khiến cho tiết trời sẽ về đêm sẽ trở nên khá là dễ chịu. Đới gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rông ở nhiều nơi, thời điểm mưa thường tập trung trong khoảng chiều tối và đêm. Một vài nơi tại phía Bắc của Tây Nguyên và miền Đông của Nam Bộ có khả năng có mưa vừa đến mưa to và rông. Khi lưu thông trong thời điểm trên, quý vị cần chú ý quan sát và nên hạn chế tốc độ nên nhiệt độ ở các khu vực này ít biến đổi so với 24 giờ trước đó, cao nhất là từ 27 đến 29 độ ở khu vực Tây Nguyên và từ 30 đến 32 độ ở Nam Bộ. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo là như sau. Thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết sẽ có nhiều chuyển biến trên khu vực Hà Nội, trời đôi lúc nhiều mây, có mưa rào nên mọi hoạt động lưu thông của người dân trong ngày làm việc đầu tuần cũng gặp đôi chút bất lợi. Nhiệt độ trưa chiều tại thủ đô chỉ dừng lại và đạt ở mức là từ 31 đến 32 độ. Đến đêm, trời tiếp tục có mưa và nhiệt độ hạ xuống mát mẻ, chỉ còn là từ 24 cho đến 25 độ, cùng độ ẩm không khí ở khoảng là 96%. Dự báo trong những ngày sắp tới, mưa và ẩm vẫn còn có khả năng tái diễn tại thành phố. Đang trong giai đoạn chuyển mùa nên đây sẽ là điều kiện cho nhiều dịch bệnh phát triển, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết. Để phòng tránh dịch bệnh nguy hiểm này, nhất là đối với trẻ nhỏ, quý vị nên thường xuyên dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, không treo quần áo lung tung để giảm bớt chỗ cư ngụ của mũi cho trẻ mặc áo dài tay và nên dùng bình xịt mũi loại nhỏ ở nhà. Nằm trong xu thế chung của các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ nên hôm nay, thành phố Cảng Hải Phòng cũng đôi lúc là nhiều mây và có mưa rào. Tuy nhiên là mưa có lượng nhỏ, chỉ khoảng là từ 5 cho đến 10 mm, ít có khả năng gây ngập úng trên những tuyến đường trũng. Tuy nhiên trời nhiều mây, khả năng độ ẩm không khí trung bình ở mức cao nên ít thuận lợi cho việc hong phơi đồ đạc của người dân thành phố hay là hong phơi thủy hải sản của người dân các huyện ven biển nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ ở mức là từ 30 cho đến 31 độ. Về đêm trời nhiều mây, có mưa nhỏ, độ ẩm không khí trung bình ở khoảng là 97% và nền nhiệt độ mát mẻ, giao động ở mức từ 23 cho đến 25 độ. Giải mây rông đang có xu hướng hoạt động mạnh dần và tác động đến dọc ven biển các tỉnh thuộc khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, bao gồm cả thành phố biển Đà Nẵng. Hôm nay, thành phố nhiều mây, có mưa rông xảy ra bất kể thời điểm nào trong ngày nên là nhiệt độ khá là mát mẻ, trưa chiều cũng chỉ ở khoảng là từ 29 cho đến 31 độ. Mưa cùng độ ẩm không khí cao nên ít thuận lợi cho các hoạt động thông thương hay là mua bán của người dân thành phố. Dự báo trong những ngày sắp tới, mưa rông và gió mạnh còn có khả năng tăng về diện rộng trên khu vực và thời tiết thì sẽ chuyển xấu hơn, không thuận lợi cho các hoạt động khai thác và đánh bắt hải sản của ngư dân vùng biển. Đêm nay, thành phố còn nhiều mây, có mưa cùng nhiệt độ ở mức là từ 24 cho đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình là 98%. Gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, các tỉnh phía Nam, trong đó có cả thành phố Hồ Chí Minh, sẽ có mưa rào và rông với lượng lớn tập trung trong thời điểm chiều tối và đêm. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố chỉ dưới ngưỡng là 32 độ, về đêm giảm xuống khoảng là còn 25 độ. Đặc biệt là mưa rông có lượng kéo dài nên các tuyến đường trũng trên địa bàn thành phố khả năng ngập úng rất cao, ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động giao thông và đi lại của người dân trong ngày làm việc đầu tuần của tuần mới. Dự báo trong những ngày sắp tới, gió Tây Nam có cường độ mạnh hơn và mưa rông còn tiếp tục tái diễn trên khu vực này. Không mưa nhiều và liên tục như các tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, Tại thành phố Cần Thơ được dự báo là có mưa rào từ khoảng trưa chiều, lượng mưa cũng chỉ thường là từ 5 cho đến 10 mm. Ban ngày thì trời có nắng gián đoạn và nhiệt độ cao nhất chỉ ở khoảng là 31 độ. Về đêm giảm xuống là còn 25 độ và độ ẩm trung bình dao động ở mức là 95% tiết trời mát mẻ. Thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho sự phát triển của cây trồng. Tuy nhiên do mưa kéo dài nhiều ngày nên việc hong phơi đồ dùng của người dân gặp đôi chút bất lợi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin dự báo thời tiết và đô thị của kênh VTC14. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.